Các bạn ơi, trên tay mình đây là con Realme GT6 và đây là một trong những con máy mà trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 rẻ nhất thị trường ha, cạnh tranh trực tiếp với lại là Redmi K70 Pro. Tuy nhiên thì với một con máy đến từ Realme thì nó sẽ có một vài những cái tính năng, thậm chí là còn lợi thế hơn cả là Xiaomi trong cùng phân khúc. Ok, và con này thì nó sẽ có gì hay, đặc biệt thì các bạn hãy xem đến hết video cùng mình nha. Và đầu tiên là về cái hộp, các bạn có thể thấy là tên sản phẩm là GT6 ở đây này, Realme màu vàng ha, hộp màu đen. Và chúng ta có logo AI, vì con này thì được tích hợp những cái tính năng AI. Và các bạn lưu ý là với những con máy xách tay của Realme hay là Xiaomi nói chung luôn ha, kể cả là OnePlus hay là Oppo gì đó, thì hộp nó sẽ có tiếng Trung nha, thay vì chính hãng thì sẽ là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh hoàn toàn. Rồi các bạn thấy ha, con này thì nó mới ra mắt thôi, vào tháng 7 2024. Các bạn thấy cái đây của nó rất là mới này, và cái bản tiêu chuẩn là 12 và 256. Và bên trong hộp ấy thì tất nhiên là không bảo vệ môi trường rồi, hay là trái đất rồi, như là Samsung hay là Xiaomi. Rồi Xiaomi dòng 14T gần đây là có bảo vệ ha. Các bạn sẽ có một cái hộp nữa và đi kèm với lại là một chiếc ốp lưng nha. Ốp lưng thì cũng làm bằng cao su đen luôn, tương tự như là dòng K70 series. Đã hạn chế bị bám bẩn ố vàng sau một thời gian. Và chúng ta sẽ có điểm nhấn đặc biệt là cái bộ sạc nhanh SuperVox với công suất lên đến là 120W nha. Và tính ra đây là một con máy đang có một cái thông số cực kỳ là ấn tượng, pin cực đại và sạc siêu nhanh. Dung lượng pin con này là 5800, nó không phải là dung lượng cao nhất đâu. Gần đây chúng ta có là Z9 Turbo Plus, hôm qua hôm kia mình mới unbox ấy, là pin nó 6400, nhưng mà sạc nó chỉ dừng lại ở mức 80W. Hay là gần đây có Note 14 Pro Plus, cái con màn hình cong ấy, pin 6200 và sạc sẽ lên được mức là 90W. Còn con này 5800, rút xuống một tí ha, thì nó sẽ lên được mức là 120W. Thay vì làm đại đa số các con OnePlus Realme tầm trung bây giờ á, như là A3V, GT Neo 6 SE đồ này kia là chỉ dừng ở mức là SuperVox 100W, cho pin là 5500 ha. Thiết kế con này khá đẹp, không được làm bằng kim loại ha, và đây là một trong những con hiếm hoi của Realme tầm trung ha, mà có khung được làm bằng kim loại. Thường là những cái dòng GT cao thôi thì mới có khung kim loại ha, các bạn thấy ha, rất là cao cấp. Và khung này thì được làm bằng hợp kim siêu bền nha, theo Realme họ công bố. Đặc biệt là cái bản mình có đây là màu trắng nha, trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Và mặt lưng kính cường lực, chúng ta có gồm camera thì hình chữ nhật khá là hầm hố. Ở đây thì ở bên dưới nó sẽ có những cái vạch nữa ha, thiết kế theo kiểu những cái vạch như này. Và bên cạnh phải thì có phím nguồn tăng giảm âm lượng cũng như là những cái vạch sóng, đối với những chiếc máy khung kim loại là như này. Cạnh trái thì cũng có hai vạch và trống trơn. Phía trên thì chúng ta có loa chính và micro phủ nha. Và bên dưới thì có khay sim cũng như là micro chính, loa chính và cổng USB Type-C. Màn hình con này là một màn hình phẳng, màn hình phẳng tương tự như là K70 Pro. Và viền nó cũng rất là mỏng. Mỏng, cái độ mỏng viền này thì mình áng chừng nó như kiểu là con K70 và K70 Pro ha. Và nó không mỏng được bằng dòng Mi 14 đâu, hay là kể cả là so với Mi 13, vì là dù sao flagship thì nó vẫn được đầu tư với cái viền nó mỏng hơn. Và màn này thì chất lượng tấm nền phải nói rất đẹp luôn, độ sáng rất cao, tối đa có thể lên đến là 6000 nit ha, nhưng mà đó là độ sáng lý tưởng thôi. Chứ bình thường con này thì mình nghĩ là nó cũng phải đạt tầm là 1500, trên 1500 nit ạ. Và tất nhiên màn hình này thì cũng được trang bị công nghệ vân tay nhúng. Cũng như cái thông số chi tiết, các bạn có thể xem là máy sẽ trang bị tấm nền LTPO AMOLED, có nghĩa cái màn hình này có thể thay đổi được tần số quét linh hoạt từ 1 cho đến là 120 ha. Và có kích thước là 6.78 inch, độ phân giải là 1.5K, kính cường lực là Crystal Armor Glass chứ không phải là Corning Gorilla nha. Và thường cái thông số kính cường lực này thì cũng không quá quan trọng đâu anh em. Và màn hình này thì cũng không có điểm gì để chúng ta phải chê trách rồi. Rồi hiểu năng thì cái điểm ăn tiền cái con này là 8 Gen 3 rồi, thuộc top rẻ nhất rồi. Và benchmark thì mình chấm một lần thôi, nó cho điểm số cũng gần 2 triệu điểm rồi ha. Riêng điểm GPU đã 810.000, đó là bằng cái con 7 Gen 3 rồi. Và ăn đứt rất nhiều những con chip khác như kiểu là 7S Gen 2 đồ này kia. Đó là chính tính hay là 870 tính riêng cái điểm GPU thôi ha.
À, còn CPU thì điểm nó cũng rất là cao và con này thì thực sự rất là mượt. Hầu như bản xài con này thì bét tele nhè rồi. Và những cái animation ha, Realme thì cũng tương tự như là Color OS của Oppo thì làm rất là ngon. Các bạn thấy cái độ mượt mà này. Về animation thì Realme Oppo OnePlus chung Color OS thì phải nói là ngon hơn so với lại là Xiaomi nha, hay là Redmi ha. Đấy nên là về cái độ mượt con này thì thậm chí còn hơn cả là K70 Pro cùng một cái thông số cấu hình. Là hay kể cả là so với K70 Ultra tính về animation và độ mượt đấy. Và cấu hình này thì best bảng này các bạn chơi game max setting với tất cả những tựa game mobile lâu dài tầm 4-5 năm là dư sức ha. Và con này cũng rất là mát. Chip này thì nó cũng không hề nóng đâu ha. Về camera thì máy trang bị hệ thống là hai ống kính 50 megapixel ha, có OIS và cam selfie là 16 megapixel và con này có khả năng quay video 4K ở cam trước lẫn cam sau và giao diện chụp ảnh cũng rất là quen thuộc ha. Rất nhiều những cái mode vì con này thuộc dòng GT mà, không phải là GT Neo đâu ha. Đêm chuyên nghiệp, phân giải cao, phim chuyển động chậm, phơi sáng, video hiển thị kép, tức là dùng cả cam trước cam sau để mà quay video. Rồi là phim thì các bạn thấy cái khung như là khung phim ha, khung dài á đó. Và các bạn có thêm rất nhiều nữa, nhận dạng AI, chụp nhóm, nghiêng dịch chuyển đó. Chế độ sao các bạn chụp thiên hà, thiên văn gì đó. Đó, chụp đây là chân dung này. Đó, có rất nhiều những cái bộ lọc màu và chỉnh sửa. Đấy. Đó, và các bạn sẽ có ảnh, khả năng quay video, siêu chống rung, chụp đường phố ha. Đó, nói chung là camera của Realme cũng thừa hưởng thuật toán từ hãng mẹ là Oppo nên rất là đẹp ha. Bao gồm cả là camera selfie ở phía trước. Và về phần mềm thì các bạn sẽ yên tâm là con này thì nó cũng có sẵn là tiếng Việt rồi ha. Và không tương tự không như là Xiaomi các bạn phải unlock. Và con này đã được cài sẵn Realme UI 5.0 và Android 14 mới nhất rồi. Riêng Realme 5 và Android 14 trở đi, thực ra chỉ cần Android 13 trở đi thôi, của Realme UI nó đã rất là ổn định rồi. Không lo bị lỗi thông báo hay là đa nhiễm đồ này kia ha. Là phần mềm con này các bạn cũng yên tâm có sẵn tiếng Việt. Và về âm thanh thì máy vẫn được trang bị loa kép với các công nghệ của Realme và Oppo như là âm thanh 3 chiều ha, Orality Audio của Oppo này. Đó, nên loa con này cũng hay nhá, khá là hay. Và cuối cùng là về pin sạc thì cứ phải gọi là chấm hết nước luôn, 5800. Thường những cái con sạc trên 100W 1-2 năm trước là chỉ có là dừng lại dung lượng là 5000 thôi. Đó, cao lắm 5500 nhưng mà con này thì đẩy lên mức 5800 ha. Và nó được trang bị công nghệ sạc SuperVOOC 120W thì cũng khá là lý tưởng rồi. Các bạn có thể thấy ha, con này có thể là các bạn yên tâm mà về pin nó vừa đáp ứng được cái độ trâu mà lại vừa có khả năng sạc thần tốc. Và mức giá con này thì bây giờ nó ở tầm là 9 đến 10 ha, tùy từng nơi bán, người bán ha, tùy từng cái cửa hàng. Loanh quanh tầm 9 đến 10 các bạn mua qua tay, mua ấy, lái buôn nhỏ thì giá nó tốt hơn, còn mua cửa hàng có thể là giá nó cao. Và đây cũng là một trong những con 8 Gen 3 rẻ nhất ha, các bạn có thể cân nhắc. Nếu bên ngoài Xiaomi tầm này ví dụ K70 Pro là đó, các bạn chỉ có Việt hóa để không có tiếng Việt gốc sẵn, các bạn muốn unlock UPROM thì phải cỏng thêm 1-2 củ nữa thì giá nó còn cao hơn con này. Đây là một lựa chọn các bạn có thể thay thế ha. Vậy thì các bạn sẽ có những ý kiến nhận xét hay đánh giá gì về GT6, hãy để lại bình luận phía dưới phần comment của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip review tiếp theo.